Dạ vâng, xin chào các quý anh chị, quý khách hàng. Thì hôm nay Nguyễn Thanh sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất rất đẹp, có vị trí là view biển nha các anh chị. View biển nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Thành, rộng 50m, rất là đẹp, có vị trí rất là dài, kết nối từ đầu điểm trung tâm Đà Nẵng tới ngay chỗ đèo Hải Vân. Thì ở đây hiện tại em đang đứng là trục giữa tại trục đường Nguyễn Đức Thành nha các anh chị. Trục này view rất là đẹp, view biển luôn. Thì hiện tại hôm nay em giới thiệu cho anh chị một lô đất có vị trí nó nằm ở đây nè. Nằm ở đây nha các anh chị, mặt từ đây ngang qua đây ngang 10m, chiều dài là dài 23,5m, tổng diện tích là 234m2. 234m2 nha các anh chị. Và có hướng này này là hướng đông bắc, nằm trên mặt tiền Nguyễn Đức Thành luôn nha các anh chị, view biển luôn. Thì lô này á, rất là đẹp, anh chị làm nhà hàng, làm văn phòng hoặc là xây dựng hotel hoặc là anh chị cho thuê cũng rất là tốt. Trục đường này thì anh chị thấy lưu lượng dân cư đi lại rất là đông. Nằm trên trục đường này thì tương lai trục đường này sẽ là view biển, hotel, khách sạn hết nha các anh chị. Thì nó nằm vị trí là view biển cho anh chị này. Anh chị thấy view biển rất là đẹp, vị trí trục đường này rất là hiếm nha các anh chị. Và trục đường này có vị trí kết nối với trung tâm là tầm xuống sân bay á, thì tầm khoảng 5 km, và xuống ngay chỗ trung tâm hành chính Đà Nẵng á, thì tầm khoảng 10 km là tới nha các anh chị. Anh chị thấy cái view biển của mình rất là hiếm, rất là đẹp. Cho anh chị cái lô đất nằm từ đây nè, ngang qua đây ngang 10m. Hiện tại chủ đang rao bán với giá là 21,5 tỷ nha các anh chị. Chia mét vuông ra thì tầm khoảng 91 triệu một mét vuông. Thì nó nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Đức Thành, giá là 21,5 tỷ nha các anh chị. 21,5 tỷ chia mét vuông ra thì tầm 91 triệu mét vuông thôi. Rất là rẻ tại trục đường Nguyễn Đức Thành này. Thì anh chị nào mà quan tâm cái lô đất này thì cứ liên hệ cho em số điện thoại là 0911720390. Em là Nguyễn Thanh, em sẽ hỗ trợ mua bán cho các anh chị, sổ đỏ thì mua bán công chứng. Thì em cảm ơn các anh chị đã xem video của em. Anh chị nào mà thấy hay, like và ủng hộ sẽ ra nhiều video lô đất đẹp tại thành phố Đà Nẵng này cho các quý anh chị, quý khách hàng. Thì em chào tạm biệt các anh chị.